Hoàng xin kính chào mọi người đang quay trở lại với video trên kênh Điện thoại Tinh Ninh. Video này ngày hôm nay dành cho những chị nào đang tìm mua đất nằm tại vị trí đô thị thuộc trung tâm thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Và đặc biệt là vị trí của mình ngày hôm nay nằm gần với chợ Long Hoa và chùa Thánh Tây Ninh. Về chợ Long Hoa là chưa đầy 600m nha anh chị. Nếu mà anh chị nào biết được tại vị trí này, thường xuyên xem video thì sẽ biết cái bệnh viện Cao Dân Chí. Thì đất của mình cách cái bệnh viện là chỉ khoảng độ 2 góc ngã tư thôi, rất là gần theo cái hướng này nha anh chị. Và đây là lô đất của mình ngày hôm nay, một lô đất full thổ cư, đất ở tại đô thị, hai mặt tiền đường. Cái hướng này là ra bệnh viện Cao Dân Chí nè anh chị. Ngoài mặt tiền đó là đại lộ Tôn Đức Thắng để dẫn thẳng về cửa Nam chợ Long Hoa. Còn về trái là về quốc lộ 22B nha. Rồi, tiếp theo thì trước khi đi vào review chi tiết, Hoàng sẽ cho anh chị xem được cái thông tin vị trí đất của mình cũng như là sổ sách để anh chị nắm rõ. Trên màn hình anh chị đang xem, đây là vệ tinh Google Maps, Hoàng chụp chính xác xuống ngay cái vị trí của mình. Khung hình chung thì anh chị thấy được cái quy hoạch rất là đẹp, có thể nói là đẹp nhất của tỉnh Tây Ninh tại thời điểm này. Quy hoạch bàn cờ toàn bộ xây xung quanh cái vòng xây của chợ Long Hoa có 8 cửa nha anh chị. Và cái vị trí chấm đỏ là ngay vị trí đất của mình, di chuyển về ngay cái chợ Long Hoa có 8 cửa đó anh chị, là chỉ khoảng độ có 600m thôi, rất là gần luôn. Ngoài ra thì lô đất của mình nằm kẹp giữa hai tuyến đường, đó là đại lộ Tôn Đức Thắng và đại lộ Nguyễn Chí Thanh, là hai trong bốn con đường lớn nhất để dẫn thẳng từ tuyến quốc lộ 22B về tới trung tâm của thị xã Thành cũng như là chùa Tổ Thánh Tây Ninh nha anh chị. Khu này thì nói về tiện ích thì khỏi phải bàn là anh chị, gần như là có đầy đủ tất cả tiện ích, còn hơn cả thành phố Tây Ninh nữa. Rồi tiếp theo thì xin mời anh chị qua xem được cái hình dạng của thửa đất nha. Ngày hôm nay thửa đất này hai mặt tiền đường, nó có hai quyển sổ nha anh chị. Thì hai quyển sổ này Hoàng đã show trên cái tấm hình này luôn. Góc của mình là góc hai mặt tiền đường, thì anh chị nhìn cái hình bên trái, đây là cuốn sổ nó có 4m nha. Còn cuốn sổ thứ hai là 7m. Vị trí đất ngày hôm nay nằm tại là khu phố Long Thới, phường Long Hành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Nó giáp tranh với phường Long Hoa ngay cái chợ Long Hoa nha anh chị. Nằm ở cái thế góc hai mặt tiền thì Hoàng sẽ đọc số chung của hai quyển sổ này, bởi vì ngày hôm nay chủ kêu bán hết hai cuốn sổ, không có bán lẻ nha. Còn như anh chị nào mua để xây nhà thì không phải bàn rồi, còn nếu mà mua đầu tư á, thì mình có thể tách lẻ ra từng cuốn sổ để bán nha, sổ riêng hoàn toàn hết rồi. Có thể là bán trước 7m giữ lại 4m, có thể bán 4m rồi giữ lại 7m tùy theo cái nhu cầu sử dụng của anh chị. Thì khung hình chung hai cuốn sổ này tiếp giáp với hai mặt tiền đường nhựa có lộ dấu hoạch là đều là 10m. Một cái mặt tiền quay xuống hướng nam á, là kéo dài 11m cộng hai cuốn sổ nha anh chị. Thì cái đây là căn cứ để tính tiền lô đất này. Còn cái mặt tiền đường thứ hai nó sẽ quay về hướng tây, là kéo dài lên đến 22m. Cạnh đối xứng với cái góc 22m này, vào trong là 21m92, cũng gần 22m. Còn đối xứng với cái mặt tiền 11m vào trong á, nó là 10m8 nha anh chị. Thiếu hai tấc nữa là đủ 11m luôn. Tổng diện tích đất của hai lô này ngày hôm nay là một số rất là đẹp, 239m², là thần tài nhỏ nha anh chị. Và toàn bộ diện tích này là full 100% ODT, đất ở tại đô thị. Anh chị có thể xây dựng hết đất của mình thoải mái nha. Và đặc biệt là đất của mình là đất tại phường Long Hành Trung rồi. Cái phần thổ cư hết đất này rất là giá trị nha. Còn nếu mà đất của mình thổ cư ít, muốn mà xây dựng hết đất thì mình phải lên thêm thổ cư. Giá trị mà lên thêm mỗi mét vuông thổ cư tại vị trí này, thời điểm này rất là mắc nha anh chị, tính tiền triệu đấy. Rồi, bây giờ thì Hoàng xin mời anh chị cùng Hoàng ra ngoài review thực tế chi tiết lô đất này. Đây là cái góc hai mặt tiền này anh chị. Mặt tiền đây là hướng tây, còn mặt tiền đây là hướng nam. Đều quy hoạch lộ giới 10m như hiện trạng và đã chưa hết lộ giới rồi. Từ góc này đi qua tới đây là 11m nè. Cạnh này xuống là 21m92, mặt đất là 10m8 và cạnh này giờ lên là 22m. Toàn bộ đã có cấm trụ phân ranh rõ ràng. Ngoài ra thì kế bên đất của mình là một căn nhà, đó là ranh giới đất luôn. Từ góc này qua tới cái trụ bên đây nè anh chị là 22m ha. Mặt tiền. Từ góc này qua tới cái nhà, mấy nhà là 11m, cũng là mặt tiền. Trong đất của mình hiện tại là đất trống bằng phẳng, có một cây phượng nha. Hoàng sẽ đi tới cái mấy nhà này cho anh chị xem. Có cấm trụ sát mấy nhà hết rồi. Đây, tới ngay góc này nè anh chị. Từ bên đó kéo dài qua tới bên đây là 11m. Cạnh này dài xuống là 21m92, sát mí với cái nhà nha. Nền đất của mình thì ngang bằng với phần mặt tiền đường nha anh chị, chứ không quá thấp hơn. Đất này thì vào là xây nhà ok rồi, không cần nâng nền thêm. Đây, tới ngay cái mí trụ này nè. Đó. Từ góc trên kéo dài xuống đây là 21m92. Chung thì thiếu còn khoảng 8cm nữa là đủ 22 nha. Còn mặt này là 10m8. Cạnh này dài lên là 22m. Đấy, lô đất cũng khá là dễ hình dung. Vị trí sáng đẹp, đất thì đã sạch sẽ rồi, không còn cây cối gì trong đây ha.
có một cái phượng ở trước đất thôi. Mình chỉ việc là nếu mà có sử dụng thì xây nhà ngay, làm hàng rào nữa là ok rồi. Về chợ Long Hoa gần nè, rồi hàng loạt các bệnh viện như là Cao Dân Chí, bệnh viện Hồng Hưng, đó là bệnh viện tư, còn bệnh viện của thị xã Hòa Thành và đa khoa tỉnh Tây Ninh nữa anh chị. Rồi chợ Long Hoa, chợ Long Hải và các cửa hàng lớn nằm ở đây, xe cộ hoặc là thời trang mỹ phẩm nha. Đó, hướng Hoàng Chỉ là nơi chợ Long Hoa rất là gần luôn. Đó là tổng thông tin trên sổ sách, vệ tinh và cũng như là quay thực tế bên ngoài. Bây giờ để anh chị nắm rõ hơn về vị trí, Hoàng sẽ di chuyển một khúc để ra đoạn đường Nguyễn Chí Thanh, rồi sau đó vòng ngược lại để về chợ Long Hoa quay cho anh chị xem nha. Đây, bắt đầu từ đất di chuyển theo cái mặt tiền này nè, ra ngoài đại lộ Nguyễn Chí Thanh rất là gần luôn, chỉ khoảng độ 150 đến 200 mét thôi anh chị. Đây, đây là đại lộ Nguyễn Chí Thanh, xe cộ qua lại nè, quay phải là ra tuyến đường quốc lộ 2B, còn quay sang trái là đi thẳng về cái chùa Tổ Thánh Tây Ninh luôn. Hướng này là quốc lộ 2B, còn hướng này là về chùa Tổ Thánh anh chị. Rồi cũng bắt đầu từ vị trí đất, Hoàng sẽ di chuyển ra ngoài đầu đường bệnh viện Cao Dân Chí và đại lộ Tôn Đức Thắng để về chợ Long Hoa cho anh chị xem. Tiếp theo sau đây là phần quan trọng nhất mà video nào cũng phải có, đó là về phần giá cả. Thì ngày hôm nay chủ cũng kêu bán và nắm rõ được cái tình hình thị trường bất động sản hiện tại, người ta thật sự kêu bán gấp cho nên kêu một cái giá gọi là rẻ hơn thị trường. Với thời điểm cách đây nửa năm thì chủ kêu cao hơn cái giá này rất là nhiều nha anh chị. Đây là đại lộ Tôn Đức Thắng nè, còn trước mặt của mình chạy về khoảng độ thêm 500m, 600m nữa là về ngay chợ Long Hoa. Ngày hôm nay chủ kêu bán giá trị mỗi mét ngang là 335 triệu nhân cho 11 mét mặt tiền, thì tính ra tổng giá trị lô đất này ngày hôm nay sẽ là 3 tỷ 685 triệu và giá này còn thương lượng bất lọc chính chủ nha. Để anh chị có thể sở hữu ngay một lô đất full thổ cư ODT hai mặt tiền đường nằm gần với chợ Long Hoa, vị thế đất rất là đẹp và giá cả cũng khá là hợp lý nha anh chị. Xét lại thông tin vị trí là nằm tại khu phố Long Thời, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Đây là cái chợ Long Hoa anh chị, ngay cửa số 5 chợ Long Hoa. Hoàng sẽ chạy một vòng để về ngay Báo Quốc Từ, công viên Hòa Thành cho anh chị xem. Xin nhắc lại thông tin lô đất là hai mặt tiền đường, mặt tiền hướng nam là 11m, mặt tiền hướng tây là 22m, tổng diện tích là 239m², full 100% đất thổ cư, ODT. Giá bán mỗi mét ngang là 335 triệu một mét nhân cho 11 mét tiền, tổng giá trị là 3 tỷ 685 triệu. Giá này thì thương lượng bất lọc chính chủ. Anh chị có nhu cầu mua thì xin liên hệ với Hoàng qua số điện thoại cũng dưới màn hình 0981877139 để Hoàng hướng dẫn anh chị đi xem đất và gặp trực tiếp chính chủ nha. Cung đường mình đang chạy là cung vườn Hùng Dương để dẫn thẳng về Báo Quốc Từ. Giá trị mỗi mét ngang tại khu vực này là đã ngoài 1 tỷ một mét rồi anh chị. Đây là trung tâm hành chính một cửa của thị xã Hòa Thành nè. Đến đây thì Hoàng xin tạm dừng video. Chân thành cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại anh chị trong những video sau về nhà và đất tại trên kênh Thổ Ninh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.